Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình du lịch Việt Nam, Việt Nam Traveler, 9 giờ 5 phút mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1. Mùa xuân, các di tích thắng cảnh trên cả nước đón hàng triệu người dân, du khách đến thưởng ngoạn và sinh hoạt tín ngưỡng. Không chỉ thu hút những người lớn tuổi mà các quần thể du lịch văn hóa sinh thái còn thu hút nhiều bạn trẻ ưa khám phá, chụp ảnh tại nhiều điểm check-in, xuyên không về các giá trị truyền thống. Hiện tại thì Việt Nam chúng ta có hơn 41.000 di tích và thắng cảnh. Nhiều di tích đã được đầu tư trở thành những quần thể du lịch lớn, có sự tăng trưởng đột biến về khách du lịch nội địa và quốc tế đến tham quan. Ghi nhận tại Tam Chúc, Hà Nam, quần thể chùa sở hữu nhiều kỷ lục thế giới. Địa thế núi non ôm hồ nước lớn, bức tranh thủy mặc khổng lồ, những công trình văn hóa trên nền tảng Phật giáo. Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc được xem là đòn bẩy tăng trưởng du lịch của Hà Nam. Bàn tay khéo léo của các nghệ nhân điêu khắc của Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia đã tạo ra những bức điêu khắc khổng lồ về cuộc đời Đức Phật, chinh phục du khách thập phương. Với nhiều kỷ lục về kiến trúc, nghệ thuật chế tác, điểm đến này nằm trong hành trình kết nối di sản văn hóa tâm linh Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. Đầu xuân, Tam Chúc thu hút hàng vạn lượt khách đến tham quan, chiêm bái. Tôi đến Hà Nam du lịch lần đầu tiên thì tôi thấy là quê hương Hà Nam là thay đổi và phong cảnh Hà Nam thì rất đẹp. Từ mùa lễ hội năm 2019, lượng du khách đến với khu du lịch quốc gia Tam Chúc ngày một tăng. Năm 2019, Hà Nam đạt gần 3 triệu lượt khách, trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn của đồng bằng sông Hồng, duyên hải Đông Bắc và cả nước. Thứ hai là kết hợp làm sao giữa một cái hồ nước với một dãy núi cao, với những cái động vật hoang dã quý hiếm và kết hợp với lại khu du lịch tâm linh thì có phải nó sẽ làm cho kể cả những người không phải những người đi, không phải là những tín đồ của các cái đạo, nhưng mà người ta vẫn có thể thưởng thức được cái văn hóa, thưởng thức được cái sinh thái và người ta cảm nhận cái đất nước Việt Nam nó đẹp như thế nào, nó hùng vĩ như thế nào và chính bằng bàn tay của con người Việt Nam. Hiện tại hơn 200 lao động là người dân địa phương làm việc tại khu du lịch Tam Chúc với mức lương trung bình 6,5 triệu đồng một người một tháng. Vài năm trở lại đây, số lượng khách du lịch đến với Hà Nam đã tăng nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20 đến 25% một năm. Du lịch giúp thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. Gần 3 triệu khách du lịch và chúng tôi ước tính là năm nay sẽ đạt khoảng trên 4 triệu khách du lịch đến chúng tôi, qua đó tạo nên một cái khối lượng công ăn việc làm cho người dân địa phương. Đồng thời chúng tôi cũng tổ chức đào tạo các cái ngành nghề cho người dân địa phương để người dân địa phương là có thể là làm việc ngay tại quê hương, ngay tại cái mảnh đất của mình. Phần đầu đến năm 2025, khu du lịch Tam Chúc đón 5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.100 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá phát triển thương mại dịch vụ của tỉnh với tốc độ cao và bền vững. Ở đất nước giàu bản sắc văn hóa truyền thống, 54 dân tộc anh em như Việt Nam của chúng ta, loại hình du lịch văn hóa kết hợp với sinh thái là thế mạnh để phát triển bền vững, vừa bảo tồn văn hóa này, vừa tạo nguồn thu lớn. Nếu như chùa Hương, chùa Bái Đính, Tam Chúc hay Yên Tử là những điểm đến truyền thống, thì tại Tây Bắc, hơn 5 năm qua, nhờ tuyến cáp treo kỷ lục tại Phan Xipang, Sapa, hàng triệu du khách từ khắp nơi đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của nóc nhà Đông Dương. Và hơn thế nữa, đỉnh thiêng Phan Xipang đã trở thành chốn tìm về để chiêm bái, cầu an trước một quần thể tâm linh tựa như đã bám vào thế núi, tạc vào ngon cao Hoàng Liên nhiều năm về trước. Còn ở miền Nam, từ một vùng đất thiêng thưa vắng bóng người, Tây Ninh đã trở thành điểm đến hàng đầu của Đông Nam Bộ nhờ sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc. Mỗi dịp Tết đến xuân về, núi Bà Đen lại nô nức du khách trảy hội xuân, chiêm bái cầu an. Và với cách lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa lịch sử vào trải nghiệm du lịch tâm linh, từ không gian cảnh quan, các hoạt động văn hóa nghệ thuật đậm bản sắc truyền thống cho đến cách làm dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và nâng tầm, nhiều địa phương đang sở hữu những sản phẩm du lịch đặc trưng và khác biệt. Từng là địa điểm hành hương quen thuộc với tục thờ Linh Sơn Thánh Mẫu tại núi Bà Đen, sở hữu đỉnh núi cao nhất khu vực Nam Bộ, hồ Dầu Tiếng, hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng du lịch đến Tây Ninh chỉ thực sự bứt phá khi có sự xuất hiện của những công trình quy mô và hiện đại. Sangua Bà Đen Mountain không chỉ tạo ra sức hút cho địa phương mà còn khiến điểm đến này nổi bật trong cuộc đua giành thị phần du lịch vùng. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Tây Ninh đứng thứ 3 trong cả nước về tổng lượng khách đến với 621.000 lượt.
Doanh thu du lịch dịp Tết tăng gần 90% so với năm ngoái. Bây giờ tất cả là xây dựng này kia, nó thay đổi rất nhiều, thì nó rất là thoải mái. Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á trên đỉnh núi trở thành trọng tâm trong sân lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư quy mô, kỳ công, làm nên món ăn tinh thần hấp dẫn. Núi Bà Đen cũng liên tục khoác áo mới với những thảm hoa rực rỡ, khoe sắc suốt 4 mùa trong năm. Tôi sẽ tiếp tục bổ sung nhiều hạng mục vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, quy mô tại Tây Ninh với kỳ vọng là không chỉ góp phần đưa Tây Ninh trở thành điểm đến tâm linh hàng đầu Nam Bộ mà còn trở thành một trong những số ít điểm du lịch đa trải nghiệm hấp dẫn bậc nhất tại miền Nam. Năm 2022, 4,5 triệu lượt khách đã ghé tới Tây Ninh. Khu di tích lịch sử văn hóa danh thắng và du lịch núi Bà Đen trở thành một trong năm điểm đến hấp dẫn hàng đầu của cả nước. Trong khai hội xuân năm nay và những cái sản phẩm du lịch đã được định hình thì chúng tôi rất là kỳ vọng và tin tưởng rằng du lịch Tây Ninh sẽ phát triển và thu hút được lượng khách về trong năm 2023 nhiều hơn. Thu hút đầu tư phát triển du lịch, làm du lịch lấy gốc rễ từ văn hóa bản địa biến nhiều điểm đến trở thành những đặc sản du lịch hấp dẫn của du khách. Tại Sapa, đến vào thời điểm nào trong năm, du khách cũng sẽ được hòa mình vào các sự kiện lễ hội mang đậm dấu ấn, hồn cốt văn hóa vùng cao hay những show nghệ thuật đỉnh cao. Không chỉ có cáp treo Phan Xipang đạt 2 kỷ lục thế giới, Sapa sở hữu hàng loạt những công trình đẳng cấp như quần thể kiến trúc tâm linh quy mô trên đỉnh Phan Xipang, tàu hỏa leo núi Mường Hoa, thung lũng hoa hồng, những vườn hoa rực rỡ bốn mùa, những sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao hấp dẫn như vó ngựa trên mây, show diễn nghệ thuật vũ điệu trên mây hay lễ hội hoa hồng. Đi bao nhiêu lần rồi cũng thế, lên đây vẫn choáng ngợp vì cái sự hoành tráng của nó. Chúng tôi tập trung vào bảo tồn các nét văn hóa truyền thống cả các dân tộc thiểu số Sapa, rồi tổ chức các cuộc thi, rồi phục dựng lại các lễ hội truyền thống cả Sapa để mà gắn kết với các khu du lịch, điểm du lịch để thúc đẩy phát triển du lịch cả Sapa. Mục tiêu chiến lược của du lịch Việt Nam đến năm 2025 trở thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á và 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, với tổng thu từ khách du lịch đạt 1.700 đến 1.800 tỷ đồng, tương đương 77 đến 80 tỷ đô la Mỹ. Với sự đồng hành của những nhà đầu tư chiến lược, ngành du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thành mục tiêu này. Những công trình kiến trúc văn hóa kết hợp với du lịch sinh thái trở thành những công trình mang tính biểu tượng. Sức quảng bá với khách quốc tế thì cũng rất lớn. Như Sun World Phan Xipang Legend hay Sun World Bà Nà Hills liên tiếp trở thành điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới và điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới vào năm 2019 và năm 2020 tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards. Để từ đó siêu quần thể văn hóa du lịch không chỉ là thỏi nam châm thu hút khách du lịch mà còn góp phần thay đổi diện mạo du lịch và khẳng định thương hiệu địa phương, vùng miền. Những hình ảnh tuyệt đẹp sẽ kết thúc Việt Nam Traveler hôm nay. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.